Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận thêm 62 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 59 ca trong các khu cách ly, phong tỏa và 3 ca trong cộng đồng. Riêng chuỗi lây nhiễm liên quan cảng cá Thọ Quang tiếp tục ghi nhận thêm 57 ca mắc, nâng tổng số ca bệnh từ chuỗi lây này lên đến 566 trường hợp. Trong ngày, ngành y tế và các địa phương đã xét nghiệm hơn 33.000 mẫu xét nghiệm. Qua thực hiện tuần tra kiểm soát, các địa phương đã xử lý 15 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với tổng số tiền xử phạt là hơn 83 triệu đồng. Thực tế kiểm tra cho thấy, vẫn còn tình trạng người lưu thông chiều tại một số tuyến đường chính, vẫn còn một số trường hợp người dân sang ngoài tập thể dục. Tại chợ đầu mối Hòa Cường còn tình trạng buôn bán phía trước chợ. Tại chợ Biêu Bông có trường hợp mở cửa hàng không thiết yếu. Ngành y tế đánh giá nguy cơ dịch bệnh vẫn đang phức tạp nên công tác phòng chống dịch phải siết chặt hơn nữa đối với các khu vực nguy cơ cao. Đặc biệt, lưu ý đối với các khu công nghiệp phải chủ động phương án để tránh bị động, lúng túng khi có tình huống xảy ra. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam ghi nhận sự chủ động, tích cực của các đơn vị địa phương đã kịp thời triển khai phòng chống dịch đạt hiệu quả. Hiện nay, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên phải tập trung hơn nữa để sớm ngăn chặn dịch bệnh, tăng cường kiểm soát tại các chốt chặn, hạn chế thấp nhất người dân ra đường. Các khu công nghiệp phải siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Chúng ta cần phải hết sức tăng cường công tác phòng chống dịch trong khu vực sản xuất. Và đặc biệt là cái này cũng phải xác định lại là trách nhiệm về phòng chống dịch mà đối với trong các cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh là trách nhiệm đứng đầu là người đứng đầu, người chủ doanh nghiệp. Và chúng ta cũng ở mức cao nhất là hạn chế đến mức thấp nhất người phải ra đường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai nhanh chóng việc cấp giấy đi đường, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định giãn cách theo chỉ thị 05. Đối với các vùng cách ly y tế, thì các địa phương phải có phương án đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.